cùng lúc hai khối ung thư trong đại tràng và dạ dày, các bác sĩ khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện Bạch Mai đã quyết định mổ nội soi cho bệnh nhân 2 lần trong một tuần. Kết quả là bệnh nhân khỏe mạnh chỉ sau vài ngày, da dẻ hồng hào, các triệu chứng ung thư về tiêu hóa cũng biến mất. Bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, 72 tuổi, quê Nam Định, được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai với một số biểu hiện lâm sàng như rối loạn đại tiện kéo dài dai dẳng nhiều ngày. Trong quá trình thăm khám, thực hiện cận lâm sàng phát hiện có khối u đại tràng sigma. Khi thực hiện các cận lâm sàng khác để kiểm tra toàn diện, lại phát hiện thêm một khối u ở dạ dày. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Du, khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện Bạch Mai là người điều trị cho bệnh nhân Minh cho hay, qua chụp chiếu kiểm tra cho thấy khối ung thư phát triển tại chỗ và chưa có dấu hiệu lan ra xung quanh. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi hoàn toàn 2 lần để điều trị ung thư cho bệnh nhân. Đầu tiên là xử lý khối ung thư ở đại tràng trước. Sau mổ 5 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Bác sĩ tiếp tục nội soi phẫu thuật lần 2 để xử lý khối u ở dạ dày. Sau khi mổ lần 2 được 6 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Đánh giá về khối u, vị bác sĩ cho rằng đây là ca bệnh đặc biệt do là u đồng mắc, tức là có cùng hai u trên cùng một cơ thể là u đại tràng và u dạ dày. Theo một số nghiên cứu ở trên thế giới, tỷ lệ có u đồng mắc của dạ dày khoảng 4%, trong đó có trường hợp u dạ dày và đồng mắc với u đại tràng có thể gặp từ 20 đến 37%. Lý do mổ liên tiếp trong một tuần, bác sĩ Huy Du cho hay, vì đây là hai khối u ung thư nên việc cắt bỏ càng sớm sẽ giúp ngăn chặn được tình trạng phát triển và di căn đến các bộ phận khác. Điều này các bác sĩ là người hiểu nhất và cũng muốn mang lại cuộc sống an toàn cho bệnh nhân. Đây là trường hợp bệnh nhân nam 71 tuổi. Trường hợp này vào viện vì có một số biểu hiện lâm sàng như rối loạn về vấn đề đi đại tiện. Bệnh nhân có lúc đi ngoài phân lỏng, có lúc ngoài phân táo, rồi có lúc thì lại có đi ngoài phân ít nhầy màu. Những cái biểu hiện này của bệnh nhân ấy, thì nếu mà hỏi bệnh nhân thì nhiều khi là người ta cũng chỉ nghĩ rằng là có thể là đợt này là bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, nên người ta không nghĩ đến là có những cái bệnh nó nguy hiểm hơn đấy. Sau đấy thì cái trường hợp này là đã bị kéo dài dai dẳng nhiều ngày rồi, khiến bệnh nhân khó chịu hơn và cuối cùng là người nhà đã đưa bệnh nhân đi khám. Thế trong quá trình chúng tôi thăm khám đấy và thực hiện các cận lâm sàng đấy, thì soi đại tràng thì phát hiện ra là có cái khối u ở đại tràng sigma. Và tiếp theo thực hiện các cận lâm sàng khác để kiểm tra toàn diện của bệnh nhân thì phát hiện ra có thêm còn một khối u dạ dày nữa. Và sau đấy thì chúng tôi đã quyết định là thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, bởi vì là sau khi chụp chiếu kiểm tra tất cả mọi thứ thì u nó phát triển ở tại chỗ và chưa có hiện tượng phát triển đi ra xa. Do vậy trường hợp này có thể là phẫu thuật triệt căn được cho bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi đã thực hiện trường hợp này là có trường hợp là gọi là đặc biệt, bởi vì sao? Bởi vì là u này là u đồng mắc, có nghĩa là có hai u xuất hiện trên cùng một cơ thể, đó là u ở cả đại tràng và u ở cả dạ dày. Thế sau khi mà chúng tôi kiểm tra và bệnh nhân có cái hai cái u ấy, thì chúng tôi sau khi hội chẩn tất cả thì đã quyết định là thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn hai thì để điều trị ung thư. Thế này, thứ nhất là điều trị ung thư đại cái u, khối u của đại tràng trước. Sau mổ 5 ngày, mọi tình trạng bệnh nhân ổn định hết hoàn toàn, ăn uống bình thường và chúng tôi tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật nội soi hoàn toàn thì 2 để điều trị khối u ở dạ dày. Và hiện tại sau mổ thì 2 ngày thứ 6, bệnh nhân hiện tại đã ăn uống gần như là bình thường, đi lại bình thường, vận động bình thường và chuẩn bị sẽ được ra viện. Nhìn bệnh nhân Minh trên giường bệnh, ít ai nghĩ rằng ông vừa mổ được 6 ngày. Khi bác sĩ mở vết mổ ra, kích thước rất nhỏ đã liền miệng. Cùng với đó, da dẻ ông hồng hào, giọng nói sang sảng, tràn đầy niềm vui và sức sống. Chia sẻ về bệnh tình của mình, ông Minh rưng rưng cho hay như vừa được sống lại thêm lần nữa. Thậm chí, ông còn làm thơ tặng bác sĩ và muốn ra viện luôn để về quê vì nhớ nhà. Tôi ở nhà là tôi khám bệnh, họ mới nội soi cho tôi. Họ bảo là ở đây chúng cháu không cứu được cho bác phải đi bệnh viện Bạch Mai. Tôi mới xin đi thế chia lên bệnh viện Việt Mai, mình Bạch Mai của mình đấy, mấy ngày là được các bác hộ chẩn xong rồi cho đi xét nghiệm các nơi. Thế về trong có 8 ngày là tôi bắt đầu mổ, 8 ngày mổ xong cả hai bệnh quái ác. Như vậy đến nay là tôi bình thường, được khỏe về với con với cháu.
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu ngành. Ngoài ứng dụng các công nghệ khoa học tiên tiến, thì tay nghề bác sĩ cũng được tôi luyện vững vàng để điều trị bệnh. Điển hình như tại khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy, các bác sĩ áp dụng hoàn toàn phẫu thuật nội soi để cắt bỏ các khối ung thư dạ dày và đại tràng. Điều này đồng nghĩa thực hiện mọi thao tác đều được làm bằng máy và trong ổ bụng từ phẫu tích để giải phóng đoạn dạ dày và đại tràng, cắt và nối lại. Điều này khác với trước đây là nội soi chỉ hỗ trợ một số thao tác, còn để nối dạ dày hay đại tràng vẫn cần bác sĩ mổ mở và nối bằng tay. Với phẫu thuật hoàn toàn nội soi được xem là tối ưu nhất hiện nay, đặc biệt là với ung thư dạ dày và đại tràng. Hiện nay thì tại khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi đã áp dụng cái phương pháp phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong điều trị ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Hoàn toàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ thực hiện mọi thao tác từ việc phẫu tích tất cả để giải phóng đoạn dạ dày hoặc đoạn đại tràng bằng nội soi. Thứ hai là khi mà mình cắt nối cũng bằng nội soi, và thứ ba khi thực hiện miệng nối có nghĩa là mình sẽ cắt bỏ đoạn dạ dày hoặc là cắt bỏ đại tràng, sau đấy mình nối lại dạ dày với ruột hoặc là đại tràng với đại tràng, thì tất cả là bằng nội soi, bằng thiết bị nội soi và nằm ở trong ổ bụng hết. Hiện nay nếu phẫu thuật nội soi hoàn toàn thì các vết mổ của bệnh nhân chỉ là những cái lỗ rất là nhỏ, nó chỉ 5mm đến 1cm. Thứ nhất, khi mà làm được như thế thì bệnh nhân sẽ giảm đau, bệnh nhân sẽ đỡ đau rất nhiều bằng cái việc là ngày xưa bệnh nhân sẽ mổ phanh, một cái vết mổ thường là phải tầm 20cm. Kết quả của việc áp dụng phẫu thuật nội soi hoàn toàn mang lại cho bệnh nhân nhiều lợi ích, như vết mổ nhỏ, gần như không chảy máu nên bệnh nhân vẫn khỏe mạnh, da hồng hào, giảm đau hơn phương pháp mổ mở, vận động hay đi lại sớm, thậm chí đi lại ngay ngày thứ nhất sau mổ. Và phương pháp này cũng giúp mổ được nhiều cơ quan trong cơ thể sớm nhất, ngăn được tình trạng di căn của khối u. Đây cũng là lý do bệnh nhân mình có thể mổ 2 lần trong một ngày. Bởi hiện nay, bệnh viện đã áp dụng IRAD sau mổ, nên chỉ cần sau 5 ngày của lần mổ thứ nhất, bệnh nhân đã hồi phục, sức khỏe tốt để chuẩn bị cho lần mổ thứ hai. Bây giờ bệnh nhân có 2 ung thư, và trong đấy thì có cái ung thư đại tràng là cái ung thư mà tình trạng nặng hơn. Do vậy mà chúng tôi sẽ đầu tiên là cân nhắc cái việc là có nên mổ ngay. Nếu mà cả mổ ngay cùng một lúc cả hai ung thư thì sao? Thì hiện tại đánh giá là bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu, không thể nếu mà làm ngay cả hai cái phẫu thuật này cùng một lúc thì cái nguy cơ để cái khả năng về chịu đựng của cái cuộc mổ thì cũng sẽ kém hơn. Đấy, do vậy mà để an toàn thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật hai thì và vẫn nội soi hoàn toàn để có thể là điều trị cả hai ung thư cùng một lúc. Thời gian lựa chọn của chúng tôi là khoảng 1 tuần sau khi mà sau thì 1, có nghĩa là thì 1 là sẽ phẫu thuật nội soi cắt đại tràng sigma. Sau khi thường ấy, bây giờ chúng tôi áp dụng về vấn đề IRAD, có nghĩa là tăng cường phục hồi sớm sau mổ rồi. Do vậy mà những cái trường hợp mà phẫu thuật nội soi hoàn toàn và áp dụng IRAD như thế này thì bệnh nhân thường là sẽ có cái tình trạng sức khỏe sau mổ khoảng 5 ngày là bệnh nhân khá là ổn rồi. Do vậy mà chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành cái ca mổ thì 2 là để điều trị cái ung thư về dạ dày. Tại sao mà chọn cái thời điểm này? Bởi vì là tình trạng bệnh nhân đã bắt đầu ổn định rồi và chúng ta sẽ phải mổ sớm. Bởi vì nếu ung thư mà mình để muộn, để bẵng thêm mấy tháng nữa thì lúc đấy thì có thể là cái u ở dạ dày lúc ý nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ phát triển lên và gây cái biến chứng rất là nguy hiểm. Và lúc ý không có thể là lúc ý nếu chẳng may mà bị di căn hay gì đấy rồi thì cực kỳ là vấn đề nan giải cho bệnh nhân. Một điểm mà bác sĩ Du nhấn mạnh khi trao đổi cùng báo Sức khỏe và Đời sống chính là sự thay đổi trong ăn uống của bệnh nhân trước và sau khi mổ. Nếu như trước đây mổ nội soi dạ dày, bệnh nhân nhịn đói ăn và uống nước trước khi mổ và sau khi mổ xong phải chờ xì hơi rồi mới ăn, thì nay khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện Bạch Mai áp dụng chương trình IRAD nên bệnh nhân vẫn có thể ăn cháo, đồ mềm của đêm trước khi mổ. Trong đêm đó và trước khi mổ, bệnh nhân vẫn có thể uống được nước đường. Còn ngay tối ngày mổ, bệnh nhân đã có thể ăn ngay nước đường, ngày hôm sau ăn súp, ngày nữa ăn cháo. Okay, về cái vấn đề IRAD này thì hiện nay thì khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy đã thực hiện thường quy trong nhiều thời gian gần đây rồi. Thế cái vấn đề IRAD này, trước đây ấy, thì mọi người chỉ nghĩ rằng là ví dụ như là có một cái u ở dạ dày hoặc u ở đại tràng thì mình chỉ cần tập trung vào cái vấn đề mổ thôi. Đấy. Tuy nhiên là sau khi mà có nhiều nghiên cứu nói rằng là cái thể trạng bệnh nhân như thế này như thế kia thì không đủ
để mổ, hoặc là khi mà mổ thì bệnh nhân có rất nhiều những cái nguy cơ tai biến. Do vậy mà cái IRAD này đã được đề cập ra và ngày càng áp dụng bởi vì nó có hiệu quả cao. Nó như thế nào? Thứ nhất là khi mà bệnh nhân được xác định là bệnh nhân có một cái khối ung thư chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được kiểm soát hết tất cả mọi thứ từ trước mổ rồi. Không phải về mỗi khối u mà mình còn phải phát hiện ra, kiểm tra những cái bệnh nền của bệnh nhân nữa. Ví dụ bệnh nhân có tăng huyết áp, có đái tháo đường, có bệnh về đường hô hấp, hoặc là có thể là bệnh nhân có cái tình trạng dinh dưỡng trước mổ rất là kém, bệnh nhân sụt cân nhiều. Đấy, thì những cái đó là mình sẽ phải phục hồi, xử lý cho bệnh nhân từ trước mổ rồi nữa. Đấy, chứ không phải là chỉ chăm chăm vào cái vấn đề mổ. Từ trước mổ đã phải can thiệp cái dinh dưỡng cho bệnh nhân rồi, can thiệp tối ưu những cái bệnh nền cho bệnh nhân rồi. Đến ngày mổ thì cũng sẽ kết hợp giữa việc ăn uống cho bệnh nhân. Như là trước đây, đối với những cái trường hợp mà ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, thường là bệnh nhân sẽ phải nhịn đói ở trước đấy một cái thời gian khá là xa, để làm sao để làm cho cái dịch ở trong ổ bụng, trong dạ dày nó không có, để tránh những cái nguy cơ sặc sau trong cái quá trình mổ. Tuy nhiên khi mà áp dụng cái chương trình IRAD như thế này thì đối với những trường hợp bệnh nhân dạ dày, chúng tôi vẫn có thể cho bệnh nhân ăn cháo, ăn những cái đồ mềm của đêm của ngày trước mổ. Trong đêm đấy thì bệnh nhân vẫn không phải nhịn đói gì cả, mà bệnh nhân vẫn có thể uống nước đường, gọi là cái chế phẩm carbohydrate. Và hiện nay thì Bệnh viện Bạch Mai đã có sẵn cái chế phẩm này để cho bệnh nhân uống rồi, để hạn chế cái việc đói cho bệnh nhân. Tiếp theo là trước mổ 2 tiếng, chúng tôi vẫn cho bệnh nhân uống tiếp cái chế phẩm carbohydrate đấy. Và từ đấy nó làm cho bệnh nhân cái việc là bệnh nhân sẽ không có cái triệu chứng đói, không có cái cảm giác khát, không đỡ những cái cảm giác lo sợ ấy đi. Và người ta thấy rằng là khi mà mình sử dụng những cái đó thì nó làm hạn chế cái tình trạng kháng insulin, và từ đấy mà giúp cho bệnh nhân sau mổ, cái tình trạng tăng đường huyết sau mổ, rồi những cái phản ứng mạnh của cái trong cái quá trình phẫu thuật đấy nó cũng dịu đi, và từ đấy mà giúp cho bệnh nhân phục hồi tốt hơn. Và sau khi mà mổ xong thì ngay sau khoảng 4 đến 6 tiếng khi mà bệnh nhân tỉnh lại ở trên hồi sức rồi là bệnh nhân đã quay trở lại khoa và tiếp tục chúng tôi lại thực hiện IRAD, có nghĩa là tăng cường phục hồi sớm sau mổ, thì bệnh nhân có thể ăn ngay tối hôm đấy, sẽ bằng việc là đầu tiên là cũng những chế phẩm loãng là carbohydrate, uống nước đường, ngày hôm sau có thể ăn súp, và ngày hôm sau nữa đã bắt đầu bệnh nhân có thể ăn cháo rồi. Do vậy mà hiện nay thì bệnh nhân đáp ứng những cái đó khá là tốt. Và từ đấy khi mà bệnh nhân có những cái điều đó rồi thì bệnh nhân cái sức khỏe bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn, và giúp cho tăng cường cái phục hồi về vận động bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn. Ngay sau mổ bệnh nhân đã có, ngày hôm sau bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, phục hồi ở tại giường, ngay hôm sau nữa có thể là tập đi lại ở quanh phòng, và ngày hôm sau nữa bệnh nhân có thể là rất nhiều trường hợp đã có thể đi lại ngay quanh hết cả cái khu vực hành lang của khoa chúng tôi rồi. Và do vậy mà giúp cho bệnh nhân phục hồi rất là sớm, và đến thường là đến ngày thứ 5 thôi là bệnh nhân đã có thể trạng rất là tốt và đã có thể chuẩn bị để ra viện rồi. Như vậy có thể thấy, sự kết hợp giữa con người, công nghệ và sự chăm sóc theo quy trình IRAS đã giúp cho người bệnh tại khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy Bệnh viện Bạch Mai không chỉ được điều trị mà còn giúp người bệnh phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.